vòng xoáy nào đưa ta qua bờ bên lạ, vòng xoáy nào đưa ta rời xa mãi nhau. Đời là nghiệt ngã khi ta không vững bước, sẽ là niềm đau chỉ riêng ta chốn giấu. Vòng xoáy nào cho ta tiếng ca lạc loài, vòng xoáy nào cho ta một phút đam mê. Giờ nhìn lại đây, quanh ta chỉ nỗi cô đơn, bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy, giấc mơ của tuổi thơ xưa chỉ còn mình tôi đớn đau. Sao rồi? Đại tá vừa mới tới nói chuyện với ba mẹ của Phúc, nói gì đó khá nhiều. Thông tin cứ chung chung như vậy thì khó đoán lắm. Em phải tìm cách tiếp cận một trong những người thân của Phúc để khai thác thông tin, như vậy mới có giá trị chứ. Em sẽ cố gắng, nhưng công an trực vòng trong vòng ngoài đông quá, không thể nào tiếp cận được. Cứ bám sát đi, thế nào cũng có người ra ngoài chứ. Dạ anh, em đang kiên nhẫn chờ đây nè. Mệt mỏi quá. Mai mốt á, xong vụ này anh phải thưởng hậu hĩnh cho em đó nha. Chắc chắn rồi. Anh sẽ cho em lên tổ trưởng của một nhóm đào luôn, có chịu không? Anh hứa rồi đó nha. Anh đã nói thì không bao giờ nuốt lời. Nhưng nếu làm hỏng việc cũng đừng có trách là anh không nương tay nha. Dạ em biết rồi. Chào anh. Tao nghĩ mình nên về nhà thôi. Về nhà tao thấy không an tâm. Tao muốn ở bên cạnh anh ấy. Ở đây có nhiều người lắm rồi, mày ở lại không có tiện đâu. Mình về nhà nha Trang, sáng mai mình quay lại thăm ảnh cũng được mà. À, hai bạn à, cho mình hỏi là người thân của hai bạn đang nằm ở trong đó hả? Ừ, đúng rồi. Chả như mình, suốt ngày chỉ ở trong phòng có một mình à, chán quá. À, mà người nhà của bạn tình trạng sao rồi? Tình trạng của ảnh hôn mê sâu. Chúng ta vào chào hai bác đi rồi về. Chào chị. Có người khả nghi giả là bệnh nhân trà trộn trong bệnh viện. Tôi biết. Báo cáo thủ trưởng. Bác sĩ, cháu nó có sao không? Bác sĩ, Liệu nó có tỉnh lại không bác sĩ? Hiện tại cậu ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Có chuyện gì vậy con? Dạ, có gì đâu má. Ừ? Thôi à, em ở nhà nha. Má, con đi nghe má. Xin lỗi má. Má, con mang tội bất hiếu, hãy coi như không có con đi má. Má Phúc, má bình tĩnh đi con. Má này con. Anh hai, má đang ở đây nè. Anh hai tỉnh lại đi anh hai. Phúc ơi, con có sao không? Má đang ở bên con nè. Má, má xuống hồi nào vậy? Phúc. Má xuống từ chiều hôm qua lần con à. Má chờ con tỉnh lại mà con cứ mê sảng hoài à. Ba, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi. Bây giờ con nghĩ mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi. Lúc con đi, con biết ba má thực sự rất buồn. Con biết điều đó, con cũng rất đau lòng. Mọi chuyện đã qua rồi con. Bây giờ con phải cố gắng nghỉ ngơi cho mau lại sức nha con. Chưa đâu má. Thực sự là chưa có gì thay đổi cả. Con vẫn cảm thấy mình chưa thoát được 4 bức tường vô hình đang ngày đêm giam con, lúc nào cũng ngột ngạt, đau đớn, gặm nhấm cái sự tẻ nhạt của cuộc sống này. Phúc, tất cả là tại ba. Tại ba hết Phúc. Ba, con không trách ba đâu. Con chỉ buồn cho ba thôi. Ba đã không thoát được cái bóng của quá khứ. Nó đã phủ lên cuộc sống của gia đình ta. Con muốn phá vỡ nó nhưng không được, bởi vì nó đã bén rễ quá sâu vào trong tâm trí của ba. Con đã bất lực khi phải nhìn ba dùng dãy trong đó. Điều duy nhất con có thể làm là tự giải thoát cho mình trước. Giải thoát để sau đó thay đổi mọi thứ. Thay đổi con người ba. Thay đổi hoàn cảnh gia đình ta. Và thay đổi tương lai của chúng con. Đến giờ phút này, con đã hoàn toàn thất bại. Phúc à, má xin con đừng có nói nữa. Con hãy nghỉ ngơi đi. Bà nên để cho cậu ấy nói hết những gì cậu ấy muốn nói. Mời cô ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Cô ngồi đi. Bác sĩ ơi, sức khỏe của anh Phúc còn rất yếu. Anh Phúc cần được nghỉ ngơi, nhưng tại sao... Cậu ấy cần phải được giải phóng những gì uất ức đã chất chứa trong lòng quá lâu. Cô không thấy là đêm qua cậu ấy đã mê sảng như thế nào đâu. Cậu ấy nói ra được hết thì cậu ấy sẽ thanh thản. Bác sĩ ơi, xin bác sĩ cứu lấy anh Phúc, bác sĩ ơi. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Dù khó, nhưng cậu ấy vẫn không phải là không còn hy vọng. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu lấy anh Phúc đi bác sĩ. Đây là các tờ báo mới ra trong ngày hôm nay, đăng tin về vụ của Thiên Phúc. Hầu hết các tờ báo đưa tin rất xác thực và giật tiết rất nóng. Được rồi, cảm ơn đồng chí. Dạ, xin chào thủ trưởng. Vụ tập hợp côn đồ để cứu con tin ở Củ Chi. Vụ hỗn chiến ở biệt thự Củ Chi. Mâu thuẫn cá nhân với Hoàng Văn Phúc. Hoàng Văn Phúc thừa nhận mình là chủ mưu. Tôi thấy tôi nên chịu mọi trách nhiệm. Sự việc xảy ra rất nhiều sẽ ảnh hưởng uy tín của công ty. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất là tôi thành thực xin lỗi chú Bạch. Bao nhiêu năm qua, chú Bạch đã giúp đỡ, cưu mang, tin tưởng, ưu ái tôi. Bây giờ tôi chỉ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi chú. Mình đã không nhìn lầm người. Người trọng tình trọng nghĩa như thằng Phúc trong giang hồ không phải dễ gặp được. Mình có đang đi sai một nước cờ hay không? Nếu cậu thật sự trung thành với tôi thì tại sao tôi phải hy sinh cậu chứ? Anh Phúc đã nhận tất cả về mình rồi sao? Cậu ta đã lựa chọn sự trung thành. Vậy mà anh với ba em đối xử với anh ấy quá tệ. Chuyện này em không thể nói như vậy được. À, để anh gọi điện báo cho ba em biết. Alo, chú đã đọc hết các bài báo sáng nay chưa? Rồi, không uổng công tao đã trọng dụng nó. Mày cho người đem tiền đến bệnh viện, ông viện phí cho thằng Phúc rồi thăm nó luôn. Nói rằng đó là thiện chí của giám đốc truyền đạt qua điện thoại. Mọi chuyện còn lại chú về sẽ xử lý sau. Dạ. Nếu họ hỏi gì chú thì cháu sẽ nói như thế nào? Mày cứ nói chú đi công tác sắp về, thăm dò tình hình cụ thể coi như thế nào. Nếu thấy ổn chú sẽ về. Dạ. Xin lỗi, anh đi đâu đây? Dạ, tôi làm theo lệnh của ban giám đốc công ty Thịnh Vượng đến thăm anh Phúc. Anh để đây cho tôi kiểm tra. Dạ. Đồng chí Quang, cho anh ta vào đi. Anh ta là người của công ty. Rõ. Anh thông cảm. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho phạm nhân Phúc. Dạ, tôi hiểu mà. Cảm ơn anh. Mời anh vào. Tôi nghe đây. Báo cáo thủ trưởng, anh ta nói là ông Bạch muốn giúp đỡ toàn bộ tiền viện phí cho Phúc, vì biết hoàn cảnh gia đình của Phúc khó khăn. Cứ để họ tội nguyện. Còn về phía của Phúc thì mình tính sao? Vậy nghe. Dạ. Ba. Hai đứa mới đi học về đó hả? Dạ. Ủa, sao ba không về nhà trọ nghỉ đi ba? Thôi về đó làm chi con ngủ được đâu mà về. Ba muốn ở đây để chờ Phúc nó tỉnh dậy. Xin mọi người giữ im lặng. Dạ. Ủa má đâu rồi ba? Má con ở trong phòng với anh Phúc. Sao ba không chịu vô với anh hai? Đi. Vậy tụi con vô trước nha. Anh Phúc, anh thấy trong người đỡ chưa? Phúc mà, con khỏe được chút nào chưa con? Thưa má, thưa anh hai, Út mới đi học về. Con sợ ngủ quên lắm má. Con sợ sẽ không gặp được mọi người. Anh đừng có nói như vậy mà. Anh không thể nào ngủ mãi trong khi mọi người thức chờ anh như vậy được. Anh không muốn nhìn thấy em buồn. Anh đừng có nói như vậy mà. Anh nghỉ ngơi đi. Anh đừng có nói nữa. Phòng này nè ba. Anh đi đâu đây? Tôi muốn vào thăm. Đưa cái quà cho tôi kiểm tra. Ông thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Xin anh vui lòng cho tôi kiểm tra người. Vô xin con. Mời. Báo cáo thủ trưởng. Cháu cứ nghĩ là chú sẽ không tới đây đâu. Giải quyết xong công việc là tôi tới liền. Tại sao lại không đến thăm một nhân viên có nhiều ưu điểm như cậu được chứ? Đây là giám đốc Bạch sao? Dạ cảm ơn ông đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Không có gì. Lâu nay tôi coi Phúc như là con của tôi vậy. Phúc đã giúp đỡ tôi rất nhiều. À, có chút quà. Dạ cảm ơn ông. Dạ cảm ơn. Mọi người nên ra ngoài bớt đi. Không tập trung trong phòng quá đông. Sức khỏe của bệnh nhân còn rất yếu. Con muốn nói chuyện với chú Bạch và Kim. Con không cần phải nói gì hết. Chú đã hiểu hết cả rồi. Điều quan trọng là bây giờ cháu phải cố gắng điều trị cho hồi phục. Chấp hành xong thì lại trở về công việc của mình. Chuyện gì qua, cho nó qua đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Còn vài điều con muốn nói với chú. Thứ nhất, con cảm ơn chú. Bao nhiêu năm qua, chú đã giúp đỡ và cưu mang cho con. Chuyện đó chú biết rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Điều quan trọng nhất bây giờ cháu phải hồi phục, trở lại công việc của mình. Chú có việc phải đi đây. Có gì á, chú và Kim sẽ ghé vào thăm cháu sau. Ngày mai em sẽ đến thăm anh. Con xin lỗi chú, vì con không thể nào làm khác được. Hả? Con nói gì hả Phúc? Xin lỗi chú. Phúc, con nói gì vậy? Đi con. Anh Phúc à, cố gắng tịnh dưỡng nha. Đi thôi con. Ba làm gì đi nhanh dữ vậy? Không có gì đâu, về thôi. Chào ông Bạch, ông đã bị bắt. Mời ông đi theo chúng tôi. Mời ông đi. Ba. Xin lỗi cô. Ba. cạnh lũ này. Đứng im. Giơ tay lên. Quay lưng. Đúng rồi, đi. Ngô Kim Luân, anh đã bị bắt. Giơ tay lên. Báo cáo thủ trưởng, đã làm chủ được mục tiêu C. Cậu thấy sao rồi? Cậu Phúc này, ông Ngô Bạch đã bị bắt rồi. Như vậy tôi cũng tạm yên tâm mà ra đi. Tôi mong cậu vượt qua phút giây hiểm nghèo này để còn đón nhận sự khoan hồng của pháp luật. Cậu hãy cố gắng tịnh dưỡng nha. Làm gì? Chuyện gì vậy con? Anh biết trước chuyện này rồi hả? Anh nói đi. Ba em không có tội đúng không? Anh đã nói vậy với các nhà báo mà. Anh nói cho họ biết đi chứ. Ba em không có tội. Ba em bị oan mà đúng không? Kim, cô đừng có quá bức xúc như vậy. Anh Phúc cần được nghỉ ngơi. Sức khỏe của anh Phúc yếu lắm rồi. Cô à, cô em đi. Cô hả dạ lắm đúng không? Cô thử đặt trường hợp là tôi đi thì cô mới cảm nhận được. Anh nói gì đi chứ. Ba em không có tội mà đúng không? Anh nói cho mọi người biết đi chứ. Phúc, cô hãy để cho anh hai tôi được yên đi. Bác sĩ báo vết thương của anh hai tôi quá nặng. Cô có thể qua được cơn nguy kịch này lắm, cô biết không? Khóc cái gì? Cô đi ra ngoài đi. Trời ơi, đi ra ngoài đi. Tôi lại cô luôn đó. Ghê. Phúc quá. Anh xin lỗi. Chính anh đã hợp tác với công an để bắt ba em. Vì nếu không có sự cám dỗ của đồng tiền mà ba em gọi là quỹ hỗ trợ cho các sinh viên nghèo, thực ra đó là cái bẫy lôi kéo nhiều người dấn thân vào con đường phạm pháp để cuối cùng không có lối thoát. Anh xin lỗi, anh đành phải làm như vậy. Tại sao mọi chuyện là như vậy chứ? Tại sao? Anh Phúc. Trang, anh xin lỗi em. Chắc duyên số chúng ta không có. Đừng buồn anh. Em đừng khóc nữa. Anh Phúc ơi, anh đừng làm em sợ mà. Dù thế nào anh cũng phải sống. Anh không được bỏ em. Em yêu anh. Em mãi mãi yêu anh mà. Bà, con xin lỗi ba. Xin lỗi má. Chắc con không thể phụng dưỡng được cho ba má. Con, lỗi là do ba nè. Ba là người cha mà. Ba không tốt. Để cho con phải ra nông nổi như vậy nè. Tại ba. Thôi, thôi. Ok, ở đây. Anh hai, Hai đứa cố gắng thời hạn chăm sóc ba má. Hai đứa cố gắng học giỏi và chọn nghề lương thiện mà làm. Anh Hai ơi, anh Hai, anh Hai đừng làm em sợ mà. Anh Hai đừng bỏ tụi em mà anh Hai. Anh Hai, anh Hai đã chọn một con đường sai thì anh Hai phải nhận lấy hậu quả của nó. Đừng khóc, hãy để anh Hai vui vẻ mà ra đi. Con ơi, con bất hiếu, con xin lỗi má. Phúc con, Phúc, anh ơi, con, con, Phúc, anh Phúc, Phúc. Đừng bỏ em mà. Má, trời ơi, má để con làm cho. Về rồi hả? Dạ. Quay thôi chứ đừng có quăng xuống sông nha. Cho anh quay về chốn xưa, bên em khung trời mộng mơ, tiếng yêu anh ngọt ngào. Thức dậy nè. Trời ơi ông ơi là mày dám hỗn với tao, mày dám ăn nói với tao vậy phải không? Mày đi ra khỏi nhà tao, mày đi quất bắt tao. Anh chỉ yêu mình. Anh thích con trai hay là con gái? Cả hai. Vì anh lạc lối, một bước chân lầm lỡ khiến đôi ta rời xa. Tiếng yêu ngày xưa giờ chỉ còn là đớn đau. Người yêu anh hỡi, con đừng có cố gắng nữa. Tôi sẽ cho con một cái áo. Tôi tên là Thiên Phúc. Đừng buồn vì anh, tiếng yêu anh nghẹn lời. lang thang, chỉ mình anh thôi. Nỗi cô đơn mình anh chôn giấu, bởi vì anh lạc bước về đâu, tìm đâu lối rẽ cho anh quay về chốn xưa. Bên em khung trời mộng mơ, tiếng yêu em ngọt ngào. Em ơi, tình yêu này anh dành cho em, dù đớn đau dù trái ngang, anh chỉ yêu mình em. Tình yêu này anh dành cho em, dù đớn đau dù trái ngang, anh chỉ yêu mình em. Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi, biết bước đi đâu về đâu. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Giờ nhìn lại đây, quanh ta chỉ nỗi cô đơn. Bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy. Giấc mơ của tuổi thơ xưa, chỉ còn mình tôi đớn đau. Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi, biết bước đi đâu về đâu. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời.